Xin chào các bạn đã đến với video bắt về chó phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta cùng xem cái quy trình bắt về trên cái chú chó này xem như thế nào các bạn. Quy trình là cái phần lỗ tai này là phải dùng nhíp để bắt các bạn. Khóe các bạn, cái lỗ tai các bạn em nói cho về. Chú chó này có cái bộ lông không đẹp lắm ha các bạn, do lâu ngày người nuôi người ta không có tắm rửa vệ sinh đó các bạn, không nên cái bộ lông không đẹp. Chú chó này nhìn sơ qua thì ve có vẻ không nhiều lắm hết các bạn. Mình thấy nãy chỉ có cái phần cái lỗ tai là hơi nhiều. Còn lại mấy điểm này mình thấy là ve lưa thưa thôi. Phần lưng này phải vuốt lên mới nhìn thấy ve nha các bạn. Mà chú chó này lông màu đen nữa, lông gà khó nhìn. Cái chú chó mà lông màu trắng các bạn thấy bắt rất là vuốt, rất là nhìn rất là dễ nhìn thấy những con ve. Cái lông màu đen khi mình không kỹ lên không thấy các bạn bỏ qua. Thank you.
bệnh dưới bụng này thì toàn là bê đực không hết rồi, không hết tế bào. Rồi đến với chân trước này các bạn, chúng ta cùng xem về cái nhiều nha, và quy trình này ta lò mỏ như thế nào thôi. Nếu là mình chân là khó chứ các bạn, thì chỗ này còn có rộng vô nó nhọt lắm. Phòng chuyên xa nó thành lòng nhớ không quá trời không các bạn, bỏ mà video đến đây là hết rồi các bạn. Xin cảm ơn tất cả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.